Hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho các phụ huynh và các em học sinh lớp 3. Chủ đề là My Family. Cô mời cả lớp chúng ta đọc theo cô. My Family. Fa đọc mạnh lên. Family. Đọc theo cô. My Family. My Family. Bây giờ My Family trong gia đình thì chúng ta có những ai? Mẹ phải không? Tiếng Anh mẹ là gì? Mother. Các em đọc theo cô. Mother. Mother. Đúng rồi. Đọc theo cô nè. Bặm môi lại. Ơ. M. Đưa lưỡi ra nè. The. The. Mother. 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 Rồi. Người đàn ông trong gia đình của mình là ai nè? À, ba của mình phải không? Father. Yes. Phở của phở. À, à. Phở, phở. Sắc phở. The, 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 the. Nhấn mạnh chữ phá cho cô xem. Father. Father. Rồi, trong gia đình của mình, anh trai hoặc là em trai, trong tiếng Anh nó có một từ một thôi. Từ đó là gì, đố ai biết nè. Brother. Rồi, ở đây mình đọc br giùm cô bỏ môi lại nè. B, r, a, a. Hoặc là mình đọc a, br. The, đưa lưỡi ra. The, the, the. Brother. Yes. Rồi, đọc theo cô. Brother. 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 Thế chị em gái, chị gái em gái thì chúng ta có từ gì? Sister. S. I. S. S. I. S. I. S. T. T. Nhấn mạnh chỗ chữ sis nè. Sister. 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 Rồi, cô xin mời chúng ta hãy cùng đọc lại theo cô nha. Yes. Mother. Mother. Father. Father. Brother. Brother. Sister. Sister. Yes. Very good. Cô có từ vựng who? Who là gì? Who là ai? À, trong tiếng Anh mình hỏi ai thì mình hỏi có cái từ hỏi who, phải không các em? Này, đây, khi mình nói một vật hoặc là một người đứng gần mình á thì tiếng Việt mình là này, đây, phải không? Mà nó có một người hay là một vật thôi. Mà này, đây thì tiếng Anh nó có từ this. À, các em nhớ đưa lưỡi ra nha, tại vì nó có âm the. Phải không? Yes. The. Is. Yeah. The. Is. The. This. Ở xa, tiếng Việt mình là đó. Thì chúng ta có cái từ đó là gì? Đúng rồi. That. The. Rồi chữ A. Các em hạ càm xuống nè. A. 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 That. This. That. Yes. This. That. Rồi bây giờ nè. Ví dụ như mình chỉ một người nào đó mình hỏi đây là ai? Đó là ai? Mình hỏi câu như thế nào? Chúng ta có nè. Này. Ai? Nhưng mà là. À, là động từ to be đó. Này là ai? À, mình có thể nói một câu dài là who is this? Hoặc là mình nói nhanh đi thì mình rút gọn cái động từ to be lại thành là đó là ai? Thì mình sẽ có câu gì đây? À, đó là ai? Who's that? Who is that? Phải không? Và nhớ, khi mà mình nói this và that thì mình đang chỉ một người hoặc một vật, nó chỉ có một thôi nha, số ít thôi nha, thì mình mới dùng this và that. Who's, đừng quên cái chỗ động từ to be này, thì mình có chữ Z. Who's this, who's that, who's this, who's that. Tùy vào vị trí mình đang đứng gần hay xa, rồi mà mình sẽ dùng this và that. Thay khi được hỏi về các thành viên trong gia đình thì mình sẽ nói như thế nào? It. Ví dụ như hỏi đó là ai vậy, thì thay vì mình nói, mình sẽ mình nói là that is, that's,
that's à, thì mình có thể nói it's. À, who's this? Thay vì mình nói là this is thì mình có thể nói là it's, đúng không? Yes. Thế bây giờ cô hỏi ai vậy? Who's this? À, các em nói mẹ của tôi đó. Thì mình nói là it's my mother. Yes. It's, nhớ C nha, y ngắn thôi. It's my, it's my mother. Who's this? It's my father. Who's this? It's my brother. Who's this? It's my sister. Cô hỏi who's this? Các em trả lời it's my cộng với cái danh từ, từ vựng mà cô vừa dạy ngày hôm nay. Who's this? Các em nói it's my mother. Who's this? Who's this? Who's this? It's my sister. Yes. Very good. Cô ngồi xa ra chút nha. Cô hỏi ai đó? Who's that? Các em cũng dùng y chang từ it's thôi ha. Who's that? It's my mother. Who's that? Who's that? It's my brother. Who's that? It's my sister. Yes. Yes. Và phần tiếp theo, cô sẽ dạy cho chúng ta về con số numbers. Các em ơi, số đếm trong tiếng Anh 1, 2, 3, 4, chúng ta có numbers. À, numbers. Số nhiều, nên ở đây có Z nè. Các em nhớ đọc số nhiều nha. Numbers. Nhưng mà mình chỉ học 4 số hôm nay thôi. Các em ơi, chị này chắc lớn hơn các em nè. Các em đoán là bao nhiêu tuổi? À, 18 tuổi rồi. À, 18 tuổi, mình mới có 9 tuổi thôi phải không? Số 18. Các em đọc sao nè, biết không? Chúng ta biết số 8 là 8, phải không? Teen. E. Và đừng quên nó có chữ N ở cuối. 18. 18. Yes. Các em ơi, anh này bao nhiêu tuổi? Các em đoán thử xem anh này bao nhiêu tuổi? 14 tuổi. 14. Mình cũng kéo dài cái teen giùm con ha. 14. 4. 4. 4. Teen. 14. 14. Thế bạn này bao nhiêu tuổi? Không, cái này chắc anh rồi. Anh này bao nhiêu tuổi? Đoán được không nè? À, 14 tuổi, 14. À, chị này bao nhiêu tuổi? 12 tuổi. 12. Rồi cái chỗ này thì mới mốt các em quen là mình viết đúng là 12. Rồi, ta với quờ nè các em. Ta. Ta. E, e. Ừ. 12. 12. Tận cùng nó có chữ 12. 12. Thế bao nhiêu tuổi? Tiếng Anh là cái gì nè? Các em biết không? Chúng ta có how. How là như thế nào? Chúng ta hỏi về tính chất thì tiếng Anh mình sẽ có từ how, phải không? Rồi, các em xem dùm câu how. Đọc coi, how. Oh, 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 là và tận cùng là d, old. How old? How old? Bạn là you. Khi hỏi về tuổi thì you đi với động từ to be là are. How old are you? Nhưng mà ở đây mình không có hỏi về bạn, nhưng mà mình hỏi về một cái người. Là bạn nam ấy, là bạn nữ ấy. Thì tiếng Anh chúng ta có he, she đứng đầu câu làm chủ ngữ. Trong trường hợp này mình đặt câu thì nó đi với động từ to be is. He is, she is, it is.
Tiếng Việt mình là anh ấy bao nhiêu tuổi, cô ấy bao nhiêu tuổi. How old is he? How old is she? Yes, is. Ở đây là cô có cái chữ is, cô để màu đỏ. Thì các em nhớ xì âm Z giùm cô nha. Is. Nam thì không có cong lưỡi, đọc coi. He. 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 Nhưng mà cô ấy, con gái là phải cong lưỡi nha. She. 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 How old is he? Đọc theo cô. How old is she? Mình trả lời, cô ấy thì bao nhiêu tuổi đó? Ngoại trừ trẻ sơ sinh 1 tuổi, thì year mới hổng có S thôi. Còn từ 2 tuổi trở lên là years có S hết. Mà years có S này mình đọc ra âm Z, years. Các em sẽ nghe là years old. Anh ấy là bao nhiêu tuổi đó, anh ấy thì bao nhiêu tuổi đó. Yes, viết tắt như thế này mình xì ra âm Z, các em đọc theo cô. His, his, she's, she's, years old, years old. Anh ấy 12 tuổi, he's 12 years old. Cô ấy 18 tuổi, she's 18 years old. Right, okay, how old is he? Nhớ không? How old is he? He's 14 years old. How old is he? He's 19 years old. How old is she? She's 18 years old. How old is she? She's 12. Yes, lặp lại theo cô. Anh ấy bao nhiêu tuổi? Chúng ta hỏi là how old is he? Cô ấy bao nhiêu tuổi? Chúng ta hỏi là how old is she? Yes. Right, bây giờ nam thì chúng ta sẽ dùng là his, his, his. Nữ chúng ta sẽ dùng là she's, she's, she's. Và nhớ là years, nói âm Z qua là years old. Yes, good. Và bây giờ cô hỏi, các em sẽ trả lời nha. Cố gắng phát âm cho thật chuẩn, nói từ từ thôi. How old is he? How old is he? How old is she? How old is she? Yes. Và đó là phần cốt lõi của unit số 11. My family. Cô làm xong rồi đó. Còn cái phiên bản dài hơn của trọn bài số 11 này, cô có lộ trình đầy đủ của chương trình tiếng Anh lớp 3. Phụ huynh có thể tham khảo cái khóa học của cô. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.